Xin chào các bạn. Bây giờ đã rất khuya rồi, nửa đêm. Nhưng mà mình vẫn có hứng thú để làm một video thực tế. Đơn giản là mình muốn quay một video để nói với các bạn, chia sẻ với những bạn đang còn non, các bạn đang còn yếu về kinh nghiệm này, rồi yếu về kiến thức về tiền bạc, hay là về vấn đề kinh doanh, quản lý con người, hay là yếu về tất cả mọi thứ và đang rất là chán nản trong vấn đề in ấn, chán nản trong cái ngành nghề in của chúng ta, hoặc là đang còn mù tịt về thông tin, hoặc là mù về kiến thức trong in ấn, thì video này có thể mình sẽ giúp một phần cho các bạn. Thì thôi thì mới đầu mình sẽ giới thiệu một chút thôi, đúng không? Đấy, giới thiệu một chút về bản thân. Đấy, trước khi giới thiệu thì hiện tại là mình sẽ giới thiệu là trong mình đang quay trong cái căn phòng nghỉ ngơi của mình nhá. Đây là phòng nghỉ của mình, phòng mà mình thường làm việc vào khuya và thường là rất là mệt mới vào đây để nằm nghỉ ngơi. Đấy thì các bạn có thể nhìn ra ngoài. Thì ở ngoài đó là có một cái bể cá nó dài từ bên này qua bên kia luôn. Và cái căn phòng này nó không, cái tường được ngăn với một cái tấm kính cường lực. Đấy. Và được kéo rèm nhé. Khi nào mà mình anh em làm việc bên ngoài mình muốn nghỉ ngơi thì mình sẽ kéo rèm là mình nghỉ đấy, còn không kéo thì cứ thế nhé, vừa mình vẫn có thể là nghỉ trong này và xem phía ngoài nó làm gì. Thì tất nhiên mình có camera để quản lý rồi, nhưng mà ok, có thêm có đặc tính nuôi phòng như vậy đấy. Thì mình không cảm thấy nhé, không cảm thấy mệt mỏi lắm nhé. Bởi vì là ở phía ngoài mình luôn luôn có một chú cá rất là tuyệt vời, chú cá rất là tuyệt vời nó đang ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy mà, nó đang rất là nó bơi đùa ngoài nó đấy, và nước thì luôn chảy róc rách đấy, và mình có thể là có ngay lập tức mình muốn chia sẻ ngay bây giờ luôn, đó là cái môi trường mà mình làm việc để không mệt mỏi. Như vậy là cái để mà làm việc chúng ta làm việc không mệt mỏi thì phải có một cái không gian nó tuyệt vời đấy. Không gian nó thật sự là mình thì cũng bừa bộn vì mình thực sự công việc nó tất bật tối ngày, mình cũng khá bừa bộn không có ai dọn dẹp, cho nên là dù sao thì mình cứ cảm thấy thoải mái và bản thân mình là ok nhá. Thì bản thân mình thì có chú cá làm bạn này, thì xung quanh nó rất là ok về phong thủy, nó cũng khá cảm thấy mệt mỏi về nó có thì có đầy đủ về đồ ăn thức uống trong tủ lạnh, và mình có thể ăn bất cứ thứ gì, uống bất cứ thứ gì mà mình thích đấy, không bao giờ phải đói, không bao giờ phải chạy đi đâu xa cả đấy, không thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả đấy. Thì như vậy về khi nào mà mệt thì mình có giải trí bằng đàn nhé, đàn đấy. Thì cả về lẫn mọi thứ nhá, tiền bạc cũng vậy, mình cũng đừng bao giờ để thiếu để bản thân mình chịu thiệt thòi, thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời thì mình sẽ làm việc rất là hăng say, để mình sẽ chia sẻ cho các bạn trẻ. Vì bản thân mình đã đi từ thấp đến cao, đi từ hai bàn tay trắng rồi là vay tiền rồi là làm, và cuối cùng cũng chết luôn, âm luôn, âm mà không có đường lối thoát luôn. Đến nơi mà mình học Đại học Bách khoa Đà Nẵng, mình phải học rất nhiều năm mới ra được, rất là cực khổ. Cho nên là mình sẽ hướng đến cho các bạn trẻ nào là không tự tin về bản thân. Bản thân mình là không còn một cái gì cả, không còn một cái gì, âm mấy chục triệu khi hồi mà mình là còn sinh viên thì vẫn không có gì. May mà sau có chị gái cho được 1-2,5 triệu mua được một cái xe Honda City, biển số Sài Gòn rất là tuyệt vời, mà mình dĩ mãi mà cuối cùng cũng phải bán đi vì thiếu tiền mà. Đó là cái kỷ niệm tuyệt vời, và mình cũng may có một chiếc xe để đi, là từ đó mãi làm mãi mình mới có một đủ mua một chiếc xe máy chỉ để ớt mua lại 10 triệu đấy, là các bạn hiểu. Và từ đó đến bây giờ là mình xây dựng đấy. Khi lên thì không sao cả, đúng không ạ? Thì thôi mình giới thiệu qua về cái căn phòng mà mình hay làm việc thôi. Đấy, cái phòng làm việc, cái máy của mình á, máy máy này là cấu hình rất là cao, mình được đầu mình đầu tư rất, máy cấu hình rất cực kỳ cao luôn, cao nhất luôn trong toàn thể cả cái loại, mà nói chung là trong bộ phận máy móc làm việc của mình. Và hoàn toàn trong căn phòng này mình có thể giải trí bất cứ một thứ gì đấy, giải cứ bất cứ một thứ gì, thậm chí là xem phim nóng luôn, đúng không ạ?
Mình không có ai được vào đây cả trong cái phòng này, đặc biệt là mình giờ nói như thế thôi, nhưng mà rõ ràng là trong văn phòng mình không có ai được vào đây cả. Từ tiền bạc, sách vở, chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị tiếp thị, đủ các kiểu quản lý về tiền bạc, rồi tất cả mọi thứ không được ai bước vào đây cả. Và mình giải trí nghe nhạc, các bạn có thể mình sẽ bật các bạn nghe cho mình âm thanh mình chuẩn bị giảm âm nhanh rất là tuyệt vời luôn. Đó thì giới thiệu với các bạn qua một chút thế thôi. Đấy thì mình thì đó đó là không gian của làm việc của mình để giúp mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nhé, chia sẻ nhé. Hôm nay là chia sẻ rất là chân thành luôn, các bạn cứ xem hết video này các bạn sẽ hiểu ý nghĩa của những gì mình nói. Bản thân mình rất là muốn các bạn anh em mới tự tin lên, cố gắng làm việc và phát triển. Đấy, nếu thực sự á, nếu thực sự mà muốn giấu nghề á thì bản thân mình đã không chia sẻ cho các bạn đâu, không chia sẻ đâu. Bởi vì tôi đã bỏ tiền ra để đi học khắp mọi nơi, mất bao nhiêu là tiền bạc, mất bao nhiêu là cái sự chi phí, mất bao nhiêu những sự lừa lọc, rồi là mất bao nhiêu những cái đơn hàng mà nó đã gây đi tổn thất rất là nhiều, tổn thất về máy móc, hao mòn tất cả mọi thứ, lãng phí tất cả mọi thứ, lãng phí về cả tiền mặt bằng, lãng phí cả về tiền thuê nhân viên, hư hỏng mất mát, rồi là tồn hàng, rồi là máy móc hư, rồi là các cái điều mà không biết bị người ta lừa này, rồi là rất là nhiều luôn. Thực sự các khóa học không cần thiết này, rồi là những cái chương trình đào tạo hoặc là những cái tào lao mất bao nhiêu là thời gian, những cái chương trình mà đi học mà kể cả học nghề cũng vậy. Học không đúng chỗ thì mất thời gian cực kỳ và cực kỳ là ảnh hưởng thôi. Đấy thì muốn chia sẻ với các bạn để các bạn đỡ. Đấy, trong những cái video của mình thì mỗi phần, mỗi video nó lại có một cái ý nghĩa khác nhau. Các bạn cứ cố gắng mà theo theo dõi. Mỗi video nó lại mang lại cho các bạn một giá trị khác nhau hoàn toàn để giúp cho các bạn đỡ phải thiệt hoặc đỡ phải bận tâm về những cái vấn đề đó, hoặc là giải đáp các bạn một vài khúc mắc. Đấy. Đấy thì các bạn cũng phải hiểu rằng là vấn đề cái kinh doanh của Nga không, Nga không bao giờ giấu nghề nhá. Không bao giờ giấu nghề. Chỉ khi nào có thời gian Nga lại cố gắng phát triển thôi, cố gắng phát triển kênh mà cố gắng làm việc thôi. Thì Nga luôn 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 suy nghĩ và phát triển ra những vấn đề khác. Đó, chúng ta phải hiểu rằng là trong vấn đề kinh doanh á, các bạn phải hiểu này, các bạn anh em xưởng in nhá, phải hiểu nhá, đó là không phải là chúng ta cứ cầm cọ lên là in, là mục đích của chúng ta là suốt đời gắn liền với nó. Đã có một bài chia sẻ của Nga về vấn đề độc hại về mực in phải không ạ? Vấn đề đó Nga đã chia sẻ rất là thật lòng rồi, nhưng mà các bạn cứ xem rồi, nhưng mà cũng không sao cả, đằng nào chúng ta cũng phải làm mà thôi, cũng phải cầm tay vào cọ để in mực lên thôi. Nhưng về lâu về dài các bạn phải tính toán, về lâu về dài phải tính toán. Cái thằng mà phát triển, nếu mà nói là cái anh đã phát triển là nói rất là khó hiểu, vẫn mình khó diễn đạt cái vấn đề này, nhưng mà nói như thế này này, rất nhiều anh chị em muốn tự mình cầm cọ để in suốt cả đời, không muốn thuê nhân viên, không muốn thuê tất cả mọi thứ. Vậy thì mình muốn 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 muốn, muốn nêu rõ ra được là làm như thế nào để mà có thể thoát khỏi được cái điều đó. Tôi dám chắc được là rất là nhiều anh em đang như thế, dù một tháng kiếm được 100 triệu từ tiền in, anh em vẫn không thể nào buông được cái cọ ra. Anh em nào không buông được cọ thì anh em đó sẽ lụt tụt hậu về phía sau, sẽ tụt hậu về phía sau. Trong tương lai sẽ có những thứ khác nó sẽ nhảy lên và đưa các đẩy, nói chung là nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho các bạn tụt lùi về phía sau để mà xem. Đấy
Thì chúng ta đặt câu hỏi ra đó là khi nào thì chúng ta nên nên thay thế nó, khi nào chúng ta nên giải quyết, khi nào chúng ta nên dừng hẳn lại việc in của mình lại. Đấy. Thì Nga luôn 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 suy nghĩ và tìm cách để mà đột phá, tìm cách để mà thoát khỏi mọi thứ, thoát khỏi tất cả mọi thứ luôn các bạn ạ. Thì các bạn nhé, đó là mình phải luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi, đó là làm như thế nào để chúng ta thoát khỏi doanh nghiệp. Đó luôn là cái mục tiêu chính của chúng ta. Đó là mình đã nói rồi, đó là trong vấn đề về về nghề, về chia sẻ anh em về nghề, thì Nga không chỉ đơn 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 giản chia sẻ về cái cách để chúng ta làm việc về in ấn áo quần đấy, mà Nga còn muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta kinh doanh đúng nghĩa, đúng ạ, kinh doanh đúng nghĩa. Chúng ta phải làm sao để kinh doanh đúng nghĩa? Kinh doanh đúng nghĩa đó là gì ạ? Chúng ta đã gọi là một cái hoạt động kinh doanh hiệu quả, một cái hoạt động kinh doanh mà sinh ra, đó là nói chung là hiệu quả, tức là nó phải sinh ra lợi nhuận, có nghĩa là ngay cả khi mình không làm việc nữa thì nó vẫn tạo ra một lợi nhuận rất là ok. Đó mới gọi là một quá trình kinh doanh nó gọi là tốt, kiểu là như thế. Còn nếu chúng ta bỏ công bỏ sức ra thì thật sự bỏ công bỏ sức ra làm cái gì cũng có tiền cả, đúng không ạ? Làm cái gì cũng có tiền cả, nhưng làm như nào để mà chúng ta thoát khỏi doanh nghiệp và chúng ta vẫn vẫn có tiền, thì đó mới là những cái mà chúng ta luôn luôn theo đuổi và leo luôn luôn phải phải luôn nỗ lực để làm được đấy. Thôi đã hỏi rồi thì cũng ra phải cố gắng tìm cách để trả lời thôi, đúng không? Vậy thì đối với bản thân Nga, Nga luôn luôn nỗ lực làm việc và chia ra thời gian để luôn luôn làm việc hiệu quả, đó là mỗi ngày Nga làm việc ở phía bên ngoài, là làm tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ ở phía anh em, rồi là cả đơn hàng, rồi là làm việc này nọ, mục đích là để kiếm tiền. Một là chúng ta sinh sống hàng ngày, hai là gì ạ? Hai là chúng ta phải có tiền để mà hoạt động, duy trì hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? Và có tiền để xây dựng cái tương lai nữa đấy, và nó cũng sẽ là một cái bàn đạp đấy, bàn đạp. Ngoài ra thì đó là một điều kiện tiên quyết để chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đấy. Thì nói như thế cũng không hẳn là chúng ta khi chúng ta có tiền rồi chúng ta làm được ngay, không, nó còn là một cái động lực tinh thần giúp cho mình có niềm tin cho công việc và giúp cho chúng ta không sợ, không sợ đấy. Thì chúng ta phải duy trì về hoạt động và sản xuất kinh kinh doanh ở phía bên ngoài, và chúng ta lại phát triển trong tương lai đấy. Rất nhiều anh có tiền nhưng mở ra là chết ngay, vì vì mấy ông nó không, thứ nhất không đủ sự tự tin, không đủ kinh nghiệm, và lại không có cái để đảm bảo cho sự vững chắc của doanh nghiệp đấy. Thì Nga đã chia ra những cái khung giờ đàng hoàng luôn, đó là những cái buổi tối, những cái buổi khuya đấy là Nga dành cho việc phát triển vào tương lai đấy. Thì trong tương lai có nghĩa là chúng ta gì, luôn luôn xác định được cái điều gì là chúng ta sẽ cần trong tương lai, điều gì sẽ là xu hướng, sẽ là xu thế của tương lai, và điều gì là quan trọng nhất. Bao nhiêu tiền chúng ta cầm trong tay cũng không quan trọng, đúng không? Vậy thì quan trọng nhất đó là cái mà trong ở trong tương lai chúng ta sẽ đạt được, cái mà ở trong tương lai chúng ta sẽ có được dù chúng ta không làm việc, cái mà chúng ta sẽ luôn luôn vững chắc đảm bảo cho sự chắc chắn của chúng ta trong tương lai, và nó sẽ đón đầu được, ai đón được bão thì người ấy thắng, phải không ạ? Khi cơn bão đi qua mà chúng ta mới biết thì không muộn rồi đấy. Vậy thì rõ ràng là chúng ta cái tất nhiên rồi, đó là cái thời điểm mà các bạn xác định như thế này nè. Lát nó sẽ chia sẻ về về vấn đề về về quản trị những thứ cơ bản để mà chúng ta sẽ luôn luôn đảm bảo được một cuộc sống ok nhé. Nhưng mà hiện tại là chia sẻ luôn, đó là cái nói đến cái thời điểm bão, đúng không? Vậy thì ngay sẽ phải tôi chia sẻ với các bạn
Và có thể là trong những học viên mà đã sẽ học Nga thì Nga sẽ chỉ cho kỹ càng hơn, có thể sẽ chỉ đó là cái thời điểm để chúng ta đầu tư, phải nói rõ về thời điểm chúng ta đầu tư và đầu tư gì để không rủi ro. Thời điểm đầu tư, biết được thời điểm đầu tư này, rồi là phải tính được thời nên đầu tư cái gì để không rủi ro, và có thể là gì, cái rủi ro là gần như không có, vì là khi chúng ta không ok ở trường hợp đó thì chúng ta ngay lập tức thanh khoản, nói chung là chúng ta để thanh, nói chung là rút về vốn ok luôn, đảm bảo không không thiếu bất cứ một thứ gì. Ngoài ra chúng ta còn lợi lời lãi ở cái phần mà chúng ta đã bán đi, đó là cái ok. Còn đầu tư mà mang rủi ro, rủi ro cao quá thì không nên đầu tư đấy. Đó là thời điểm phải đầu tư. Rồi thời điểm nào là nên ôm hàng, thời điểm ôm hàng tất nhiên là ai mà biết được thì tất nhiên giàu rồi, nhưng chúng ta phải dự đoán được những trường hợp như thế để chúng ta cũng là mới 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 như mới như thế được, đúng không ạ? Để mình xem cái mà hồi bữa nói chung là mình hồi bữa là mình có một cái mới đây thôi, đó là cái chương trình của U U 10 U23 Việt Nam, đúng không ạ? Chiến thắng, đúng không ạ? Đó là một thời điểm vàng, thời điểm vàng. Cái này là chúng ta cần phải nhanh chân, chúng ta cần phải nhanh chân. Bài nếu mình riêng nói về U23 Việt Nam thì có thể mình sẽ còn nói một bài khác về cái vấn đề này, để chúng ta kiếm tiền được từ đó, sau này chúng ta có cơ hội chúng ta lại từ rút ra. Tuy nhiên mỗi cơ hội lại là một lần khác nhau, sẽ có một video khác mình nói về vấn đề này. Nhưng mà mình chỉ nói đơn giản là nếu các bạn biết thời thế của U23 Việt Nam sau trận thắng của Qatar thì các bạn ăn đủ luôn, ăn đủ luôn, ôm hàng, ôm ôm thoải mái cho thôi, đúng thật, quá sướng luôn đấy. Và ở thời điểm đó nếu như ôm hàng khi các bạn ôm hàng áo đỏ đấy không được, khi mà các bạn gom hết hàng rồi, tất nhiên trong thời gian 1 đến 2 ngày họ đủ chạy ra cho bạn đúng 50.000 hàng, vẫn có thể nếu các bạn đi đầu ở mọi vị trí. Và tại thời điểm đó nếu như mà các bạn ôm hàng đỏ, hết hàng đỏ thì các bạn vẫn có thể dự tính những cái chuyện áo màu cam đỏ và màu màu đỏ đô. Vụ vừa rồi là tôi ôm hết thằng đỏ đô luôn đấy, hết đỏ tôi chơi đỏ đô. Và đúng tôi bán trước thời điểm đó và sau thời điểm đó, đúng từ thời điểm từ 11 giờ rưỡi đến 12 10 12 giờ kém, tầm 12 giờ kém đến 2 giờ rưỡi, đó là thời điểm mà giá nó là kinh khủng khiếp. Và sẽ có một bài tôi nói về vấn đề này riêng ở Đà Nẵng thôi, không cần thời điểm ở đâu cả. Một chiếc áo ban đầu bán 35 ngàn, sau đó tăng đến 200 ngàn, 170 đến 200 ngàn. Giá liên tục tăng, liên tục tăng. Mua đi bán lại, mua đi bán lại, mua đi. Đến khi chúng tôi phải mua xỉ với giá 120 ngàn một chiếc để bán với giá 170 đến 200 ngàn một chiếc. Và tất cả mọi những chiếc ô tô nó phải đi đến để mua. Đấy. Tất nhiên, đó là bán lẻ. Đúng rồi. Bán xỉ cũng có, bán xỉ thời điểm đó tôi vẫn bán, tôi ôm hết và tôi bán được giá cao. Và tôi bán thời điểm đó tôi sau khi hết rồi tôi vẫn bán cứ từng đợt, từng một đợt 100, cứ một khách hàng đến là cứ bán 100 100 100, số lượng là chúng ta bán như thế, và chúng bán nhanh và nhanh có tiền. Và hàng thì tôi ôm hàng hàng tròn, hàng sẵn, mà hàng tôi là hàng tròn là có sẵn một nhà. Đấy, như vậy là tôi sẵn sàng tôi làm được có thôi, đúng không? Thôi nói thì nó liên lan man, đúng không, khá lan man, nhưng mà chúng ta phải tính được những thời điểm đó. Vậy là thời điểm nào nên thay thế nữa, đúng không, thời điểm nào nên thay thế, thời điểm nào nên thay thế những công việc mình cho nhân viên, thời điểm nào nên bỏ đi nhân viên, và thời điểm nào nên chuyển giao toàn bộ mọi thứ và không dính dáng nữa, và kể cả thời điểm nào chúng ta nên bỏ nghề. Đó là những điều mà tôi sẽ có thể sẽ nhắc anh em học của tôi đấy.
ra Tết học thì sẽ nói thôi, đó là bỏ nghề là có thời điểm, không phải là bỏ nghề mà thời điểm mình nên quên lãng nó đi, đúng không ạ? Sau một thời gian quên nó đi thì các bạn lại có thị trường để các bạn làm, và chúng ta phải tính được hết. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để tính đó. Đấy, tính tất nhiên là ai mà tính được thì ngon rồi, tôi cũng phải là thần thánh. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào những kiến thức thực tế và những cái kiến thức mà những người mà cao siêu hơn họ chỉ dạy lại, thì chúng ta nên 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 tư duy và chúng nên suy nghĩ và luôn luôn cảm nhận và rút ra những bài học từ đó. Đấy. Thì tôi gần hết video rồi, thì tôi sẽ chia sẻ rõ hơn về hai điều mà tôi luôn luôn tâm đắc và luôn luôn chỉ cho anh em và luôn luôn nói với mọi người. Đó là hai điều mà chúng ta cần phải quản lý trong cuộc đời này. Cho dù là biết là tất cả hàng chục điều cần phải quản lý, nhưng mà tôi rất là muốn quản lý hai điều hiện tại đối với bản thân tôi và đối với những anh em nào còn trẻ mà mới vào nghề. Đó không phải là tình yêu, đó không phải là tình bạn, đó cũng không phải là mối quan hệ tuyệt vời, đó cũng không phải là vấn đề về sức khỏe hay là những vấn đề về tình cảm, tình yêu, rồi gia đình, rồi là vấn đề quan tâm về chính trị, xã hội này nọ. Tất nhiên chúng đều quan trọng cả. Nhưng mà chúng ta hãy tập trung vào hai vấn đề chính. Đó là một, đó là vấn đề về tiền bạc. Hai là vấn đề về danh sách công việc của mình phải làm. Hai vấn đề này chúng ta kiểm tra hàng ngày. Hoặc giả dụ chúng ta quên lãng một ngày, ngày kia chúng ta cần phải xem được ngủ tỉnh dậy. Chúng ta phải xem hai vấn đề đó đầu tiên. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nếu như chúng ta quản lý về tiền, chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ thật là tuyệt vời luôn. Khi chúng ta quản lý được về tiền, chúng ta quản lý được con số tổng tiền mình đã có này, rồi là tổng tiền người ta đang nợ mình, tổng tiền mình đang nợ người ta là hết. Phải không ạ? Khi có tiền chúng ta kiểm soát được cuộc chơi, biết từ tổng số tiền mình có mình kiểm soát được cuộc chơi, kể cả chơi hàng ngày, kể cả chơi về tiền bạc. Khi có tiền chúng ta sẽ kiểm soát được một cái cơ hội nào đó, có một cơ hội nào đó. Giả sử tôi nói đến ôm hàng đi, khi có tiền chúng ta phải biết được có tiền, chúng ta phải dám ôm hàng. Và chúng ta khi giả sử chúng ta có 200 triệu trong tài khoản, chúng ta sẵn sàng ôm được 400 triệu đấy. Còn chúng ta chẳng biết là ôm hàng từ đâu, lấy tiền đâu để ôm, đúng không ạ? Rồi là chẳng biết là thằng nào đang nợ mình này. Khi chúng ta xoay 400 triệu thì chúng ta phải lấy nợ ở đâu? Đấy. Và có dám, liệu có dám ôm 400 triệu đó trong vòng 2 tháng, trong khi thời điểm 1 tháng nữa chúng ta phải hoàn tiền, hoài nợ cho người khác. Như vậy là chết. Vậy thì chúng ta, trước khi chúng ta hành động làm một cái việc gì đó, một cơ hội kinh doanh, đứng trước một cái cơ hội kinh doanh, đứng trước một cái tiềm năng, một cái dự án nào đó hay ho của ai chia sẻ, hoặc là một cái cơ hội tuyệt vời, chúng ta phải nhìn vào cái danh sách cái tiền của mình để chúng ta quyết định nhanh chóng. Thằng nào quyết định được thì ngon. Đấy. Riêng mà sau trận thắng qua ta đừng vội vui mừng. Những người nào biết sự chiến thắng đó, biết kiểm soát được nhanh cuộc chơi đó, chỉ cần nhanh hơn 1 giờ đồng hồ thì họ sẽ có hàng trăm triệu sau cái vụ đó. Ở vùng nha, chứ không phải ôm cả Việt Nam đâu, ở mỗi vùng nhỏ thôi là có chừng đó rồi. Riêng những cậu em của mình sinh viên, trong cái những cái ngày đó, qua hết cả ngày hôm sau luôn, đến ngày kia nó mới tính chuyển bán, nó vẫn kiếm được 17 đến 20 triệu. Có 2 ngày, 2 3 ngày, không đầy 3 ngày kiếm chừng đó, quá tuyệt vời đối với sinh viên, đúng không ạ? Nó dám, đúng, nó có, nó vẫn là nó biết cách kiểm soát được mà. Nó vẫn kiểm soát được tiền của nó chứ không lấy đâu ra nó tiền để nó chạy hàng, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát được tiền nhé. Nga luôn luôn hướng dẫn cho anh em luôn, những người học Nga đó là có một cái bảng Excel, ngân hàng Vietcom này, ngân hàng Agribank này, Đông Á này, tất cả mọi thứ chuyển vào cái cột tổng,
cột tổng tiền của bank và cột tổng tiền của tiền mặt và cột tổng tiền của tiền nợ khách hàng nợ và cột tiền tổng tiền của mình nợ mình, và rút ra tất cả mọi lại là số âm dương bao nhiêu. Nếu con số dương đó nó được bao nhiêu giờ chúng ta có thể sử dụng hết toàn bộ số tiền đó. Còn nếu như số tiền đó chúng ta cứ thấy nó cộng 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 dương, người ta nợ nhiều nhưng thực ra chúng ta không hiểu là số tiền mà mình đang nợ người khác rất là nhiều, thì các bạn lấy đó mà nợ là chúng ta sẽ bị nợ và mất uy tín rất là nhiều. Bản thân tôi quan trọng chữ tín. Nếu các bạn hứa hẹn một dự án nào đó mà sao không thực hiện được thì có chết thôi, sao mà chẳng bao giờ người ta hợp tác mình nữa. Đó là vấn đề tiền nhá, phải luôn luôn kiểm soát nhé. Vì Nga luôn luôn là có một cái bảng Excel là thậm chí khách hàng nó nợ 500 đơn, cho nợ 500 đơn, đơn lớn nhỏ nhá, phải đơn đơn nào cũng lớn thì ai mà nợ chết người à, đúng không? Mà đơn nào cũng nhỏ thì thôi chứ, đơn nào cũng lớn nhỏ chê đều vào, quất nó vào cả đúng thời điểm mình lấy. Nhưng mà rõ ràng số tiền khi nào cần lấy tôi phải nhìn vào, tôi phải thấy ngay số tiền khi nào cần lấy, chúng ta phải nhìn vào cái cột tổng và chúng ta phải biết ngay số tiền đó là bao nhiêu để chúng ta chỉ cần trong vòng 2 phút thôi vào mail tải xuống chuyển đi, anh chuyển tiền cho em ngày mai em cần, thực sự là đang cần vì em đang cần mua một con máy đấy, ví dụ em nói là cần mua máy chuyển nhiệt khổ lớn thì em cần 150 triệu đấy, em cần mua thế, thì chúng ta phải nói rõ ràng như thế và chuyển ngay. Bởi vì nguyên tắc hợp tác của mình ban đầu là gì, đó là khi em đã không lấy tiền anh thì trong vòng 2 ngày hoặc là 1 tuần anh phải nhất định phải có, hoặc là 1 ngày anh phải có đấy, thì mình chuyển ngay, họ sắp xếp vào chuyển tiền cho mình ngay. Những người rất là uy tín, họ làm việc với Nga đều rất là uy tín luôn. Ai không uy tín bỏ đi, bỏ hết cho thôi, bỏ 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 chết, bỏ luôn mà không có dính dáng bỏ nó, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Đấy, mình nghiêm 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 chỉnh nói đến với các bạn mới làm nhé. Thằng nào cứ lép chép, thằng nào cứ không uy tín, hoặc là nó cứ muốn cù nhây, nó muốn kéo dài tình cảm của mình, nó cứ muốn nợ mình mãi mãi để cho mình luôn luôn phụ thuộc vào nó, bỏ ngay, dứt điểm. Anh cho em hẹn này, anh cho em hẹn bao nhiêu, 1 tuần phải không? Không, anh cho em hẳn 2 tuần. Ok, đúng 2 tuần thì em trả cho anh, còn không không làm việc nữa và anh sẽ đòi tiền em và không bao giờ làm việc nữa, và tất nhiên tình cảm anh em khi đó là chấm dứt thôi. Còn anh đã nói là sòng phẳng, anh cho em 2 tuần, đừng hẹn anh 1 tuần. Riêng cái loại mà hẹn hà 1 tuần đó, có những thằng ấy, nợ luôn hàng nguyên năm hoặc 2 năm luôn không trả, mà thời gian đi đòi của nó thực ra nữa nợ vài triệu bạc chẳng ăn thua gì. Nếu mà đi đòi cả năm như vậy phải đòi nửa 500 triệu thì mới đi đòi xứng đáng, đúng không? Mẹ cho nó nợ tiền rồi còn còn phải mất công như thế, và ảnh hưởng mất tình cảm anh em, và thậm chí nó ảnh hưởng đến cả công việc của mình nữa. Mỗi ngày chúng ta kiếm vài triệu đồng, trong khi vì nó không mà ảnh hưởng tâm lý và có thể tranh cãi dẫn đến đánh nhau, tranh cãi dẫn đến những cái áp lực, hoặc là nó hai bên hù dọa nhau và xảy ra những cái rủi ro mà không xứng đáng với những thể loại đó nhé. Đó là những chia sẻ thật lòng nhé, và Nga gặp biết thôi, những thể loại đó thực sự muốn cho hẳn luôn, muốn 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 cho thêm tiền để cho nó nghỉ luôn, nhưng mà tức ở chỗ là nó tiền mình nó im lặng gọi không nghe máy kiểu đó, có nhiều lắm. Nhưng họ bỏ gần hết rồi, còn lại ít thôi. Đấy, vấn đề thứ hai là cơ chế sách công việc nhá. Rồi, danh sách công việc thì chia ra làm 2 loại nhá, kiểm soát được 2 thứ này là mình sẽ ok và không cần phải bận tâm nhiều. Đây là dành cho những người học về nâng cao nhé, chưa học xem video này gọi là nâng cao, vì chúng ta đã biết hết về in ấn rồi thì sẽ nghiên cứu về những cái gì nâng cao hơn để chúng ta làm việc mà không cần phải tốn nhiều công sức. Thì để mà nó đúng với xu thế thôi thì đây này, các bạn Nga luôn luôn có nhiều sách nha, được kể qua là có hàng rất nhiều, có một cuốn sách rất là hay nhá, giải phóng lãnh đạo nhá, cũng khá hay, nhưng mà mình chỉ cần dùng được khoảng 10 đến 15% trong này thôi. Đây cuốn sách là mua 500 ngàn và nó rất là hay, hôm sau sẽ chia sẻ nhé, giúp chúng ta có giống như là kiềng 4 chân của nó, thiếu một cái là chịu rồi, giống như Nga nói rồi, chúng ta lên internet chúng ta học được 10 à có 10 học được 9 thôi, thiếu một chịu,
cũng giống như thằng xây dựng doanh nghiệp bài bản này, chúng ta có ba thiếu một là thua, phải có đủ bốn mới được đấy. Tất nhiên thì trong này nó cũng nói rõ ràng nhưng mà nó chưa nói đến vấn đề về về quản lý con người, đó là phải làm như thế nào để mà chúng ta nhân viên chúng ta không có bỏ đi. Chúng ta khi mà chúng ta nhân viên nó phản mình thì trong này nói đến cái vấn đề này mình chưa hài lòng lắm, đó là vấn đề cho nhân viên nó phản mình luôn, sẵn sàng để cho nhân viên ra đi mà không giữ được nó lại, không tìm được cách ràng buộc và không có cái phương pháp để mà anh chế tài nó, hoặc là anh khắc nó lại, anh giữ nó lại. Còn nếu mà không giữ được thì thua thôi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy hài lòng về một số cái yếu tố trong này, nó chỉ rất là đúng, rất là kế hoạch làm việc rồi là nói là làm, hoặc là một số cái rất là hay nhưng mà chừng đó vẫn chưa đủ đấy. Chúng ta cần phải một cái sự đào tạo hay hơn nữa, điều quan trọng hơn để chúng ta áp dụng những cái kiến thức trong sách vừa vào, đó là cái gì? Cũng giống như có người xem video cả 100, 1.000 lần vẫn không làm được một chiếc áo nào. Cũng giống như một thằng đọc cả 100, 1.000 kiến thức marketing online trên cộng đồng cũng chẳng làm cái gì ra hồn và không kiếm được đồng nào. Vậy nguyên nhân tại sao? Vậy chúng ta phải tìm đúng nguyên nhân đó. Và video này không có nhiều thời gian để nói cái vấn đề đó, sẽ đào tạo trong những thời gian sau thôi. Đấy, thôi không nói lan man nữa nhé. Rồi đó là về công việc chúng ta, một là quản lý công việc hàng ngày để nó kiếm ra tiền chúng ta nhá. Phải luôn lên danh sách này, nghe luôn có danh sách gọi là danh sách đơn hàng. Viết ra danh sách đơn hàng. À, cần phải giao hàng ngày này ngày kia này, đơn hàng in, đơn hàng may, đơn hàng giao, rồi là đơn hàng, rồi công việc về nhân viên, về Facebook này, nhân viên về marketing này, rồi là kênh YouTube này, rồi là xây dựng thương hiệu này, rồi là marketing lâu dài này, rồi là những cái kênh truyền thông mà chúng ta có thể là khai thác được trong tương lai, là những kênh đó là bỏ luôn cho nó từ đó làm luôn, là mình phải quản lý nó hàng ngày, kiểm tra cái gì này, rồi là trong cái danh sách công việc của Nga luôn luôn cuối của danh sách đó luôn luôn là phần kiểm tra, đó là kiểm tra về gì ạ? Trong ở chỗ Nga đó là gì, kiểm tra về ví dụ hàng của Nga đây nhá, sẽ luôn luôn kiểm tra về size áo. Ví dụ hàng tròn nhé, sẽ có khoảng độ gần 20 màu, thì chúng ta trong mỗi màu đó bao nhiêu CS, bao nhiêu M, 500M, 500S, hoặc là 150 cái XL, hoặc là 50 cái XXL chẳng hạn. Mình luôn luôn trong cái kiểm phòng kiểm soát. Và chị A Nam Quốc kiểm tra cho anh cái vấn đề về về đó bao nhiêu là đạt tiêu chí. Tất nhiên là mình sẽ luôn luôn ghi bên phải đó luôn, đó là cái tiêu chí đó là thiếu, thì gạch cái vấn đề đó nó chuyển cho anh ngay để anh xử lý ngay, anh chưa báo về bên kia kiểm đưa hay chuyển hàng qua đấy. Ví dụ như là tổng số đạt chỉ tiêu đó là 300 trên một mà 150 trên 300 là thiếu 150 và chúng ta phải bổ sung ngay đấy, và chúng ta phải kiểm soát cái đó. Tất nhiên những cái đó thì không phải khi nào cũng có thể kiểm soát được, thường thì những khi nào mà báo hết thì mình mới kiểm và chúng ta làm luôn một lần những cái khác, đa số là vậy, nhưng vẫn vẫn kiểm soát tốt nhé. Đấy, không sao. Thầy thì đó là những thứ Nga sẽ kiểm tra. Ở cái công việc thì Nga luôn luôn kiểm tra công việc hàng ngày, danh sách công việc giải quyết hàng ngày, thiếu cái gì, bổ sung cái gì, hoặc là đơn hàng gì là Nga phải luôn luôn cân nhắc để làm việc buổi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, buổi chiều, và không hết thì phải chuyển các buổi tối, hoặc là cho nhân viên, cho sinh viên đánh đêm, hàng đánh đêm, và mình không có làm việc như thế đó. Thật sự một đơn hàng trả lời khoảng không cần nhiều đâu, đơn hàng lời khoảng triệu, triệu rưỡi thì chúng ta chi ra khoảng 200-300 ngàn cho nó làm, thì mình không làm được nội thì mình nghỉ thôi chứ, đúng không ạ? Nga sẽ tập trung vào toàn bộ thời gian tiền bạc vào một vấn đề thứ hai của vấn đề công việc, đó là tương lai và thời điểm vào cuối ngày, hoặc là thời điểm vào những ngày này, dù là nó là cuối ngày nhưng mà nó rất là quan trọng, đó là định hướng nó phát triển tương lai này, đó là những cái xây dựng cái website, đó là xây dựng những kênh YouTube, xây dựng những cái hệ thống vận bán hàng, xây dựng những cái cộng đồng, xây dựng cho Nga một cái dự án bán hàng riêng về sản phẩm, liên kết được các tất cả đối tác trong vấn đề buôn bán đấy, để bán, rồi là set up quảng cáo đấy, rồi là những vấn đề quan trọng nhất để nó làm. Và
buổi ngày thì tất nhiên nó sẽ hết công việc thì nó lại chuyển vào những cái công việc hàng ngày và cái việc quan trọng nhất này để làm, và thường hay ngồi trong này làm đấy. Đấy thì đó là những việc trong tương lai, và việc trong lai tương tương lai thì phải bắt buộc phải làm những việc hàng ngày, có thể không cần làm, không làm thì không có tiền, không có tiền tất nhiên thì nó bù qua bù lại vẫn được và mình vẫn có thu nhập rất cao mà, thì nó chỉ tập trung vào vấn đề tương lai thôi đấy, làm gì làm cũng tương lai thôi. Và sau khi mà ổn định một thời gian nó ok rồi thì nó sẽ chuyển qua gì ạ, nó sẽ chuyển qua điều phối điều hòa hơn trong vấn đề sinh sống, đó là sức khỏe này, mối quan hệ với gia đình này, tiền bạc, tình yêu, tất cả mọi thứ luôn đấy. Nhưng mới đầu mà chưa có gì mà tập trung vào điều đó thì thôi, đừng bao giờ nghe những cái thằng mà nói là gì hãy chạy theo đam mê rồi tiền bạc sẽ theo đuổi bạn, tào lao, ngay phản những cái đó. Theo đam mê nhưng mà chúng ta thường hay chết trước cái đam mê đó, không có tiền thì chết, hãy theo đuổi tiền bạc trước, tuổi trẻ hãy theo đuổi tiền bạc và sau đó chúng ta sẽ làm những cái đam mê đấy nhé. Còn nếu mà các bạn chạy theo đam mê thì đa số là thấy chết hết. Tôi đam mê rất là nhiều thứ và đi theo và bỏ cuộc giữa chừng cả. Không có tiền là tự chết thôi, không phải là không đủ kiên trì mà thường nó thường chết trước đến khi tôi không thể ngắt ngoài được lên nữa. Đấy, đấy là nguyên nhân nhé. Thôi thì hãy kiểm soát cho mình nhá, kiểm soát cho mình tiền nhá, kiểm soát cho mình công việc nhá. Rồi trong công việc chia ra hai thứ, đó là kiểm soát công việc trong tương lai và công việc hiện tại, hai thứ đó thôi. Và hãy cố gắng nỗ lực thoát khỏi doanh nghiệp, và những video sau hãy chia sẻ kỹ hơn về từng phần đấy. Và những ai mà đăng ký học Nga vào đầu năm thì cũng nên liên lạc với Nga luôn để đầu năm có xếp lịch luôn, không có cơ hội khác đâu nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn.